và các bạn đang theo dõi chuyên mục Kinh tế hợp tác xã của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên hiện có 362 hợp tác xã, thu hút trên 68.000 thành viên với số vốn điều lệ trên 363 tỷ đồng. Mấy năm gần đây, nhiều hợp tác xã đã tranh thủ các ưu đãi về chính sách thuế để phát triển, trong đó có nhiều đơn vị đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng trên một năm, nâng khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác. Chuyên mục Kinh tế hợp tác xã kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng thăm một số hợp tác xã làm ăn hiệu quả qua phóng sự dấu ấn hợp tác xã kiểu mới. Tiến sĩ Lê Tấn Hiệp, người vừa trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy và tham gia công tác quản lý tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế khác, kinh tế tập thể tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó nhiều hợp tác xã tại Hưng Yên đã tranh thủ được lợi thế từ chính sách của Đảng, Nhà nước để phát triển mạnh mẽ kể từ khi luật hợp tác xã 2012 ra đời. Các chính sách ưu đãi về thuế đối với các hợp tác xã là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, chính sách ưu đãi về thuế đất của Nhà nước và hỗ trợ cho vay vốn cũng là nguồn lực đáng kể giúp hợp tác xã khi cần đầu tư mở rộng sản xuất. Đối với các hợp tác xã mới thành lập thì được miễn hai sắc thuế nêu trên từ 2 đến 3 năm đầu thành lập và miễn 50% 2 năm tiếp theo. Kể từ khi phát sinh doanh thu, riêng với hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi, hợp tác xã vùng khó khăn còn được ưu tiên miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Việt Nam chúng ta hiện nay đang thực hiện chính sách tam nông, trong đó hợp tác xã nông nghiệp là có cái vai trò vị trí rất là quan trọng đối với nông nghiệp và nông thôn. Hợp tác xã là cái đơn vị kinh tế vừa thực hiện hỗ trợ cho các cái thành viên của hợp tác xã để tham gia cái xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng là cái đơn vị góp phần thực hiện cái mục tiêu cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, hướng đến là phát triển bền vững. Chính phủ đã ban hành cái quyết định số 340 phê duyệt cái chiến lược phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2030 và có cái tác động rất là lớn đến cái sự phát triển cái hợp tác xã trong cái thời gian tới. Trong cái chiến lược thì cũng đã chỉ rõ là kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn cái thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Đây là một trong những đơn vị kinh tế tập thể có hướng đi đúng bằng sự nghiên cứu nghiêm túc để đầu tư công nghệ sản xuất tinh bột nghệ tại Khoai Châu, nơi có hàm lượng curcumin trong nghệ tươi vượt trội so với các địa phương khác trong cả nước. Hợp tác xã đã liên tục mở rộng sản xuất bao tiêu sản phẩm không chỉ cho 50 thành viên trong đơn vị với diện tích trồng nghệ sấp xỉ 100 hectare mà còn thu mua số lượng lớn nghệ tươi từ nông dân trong vùng, tạo ra giá trị cho cây nghệ Khoai Châu. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã xuất 30 tấn tinh bột nghệ sang Nhật Bản, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng. Có mọi người nó cũng khuyên ngăn, nhưng mà cái linh cảm ở đấy mình thấy là cái củ nghệ nó có giá trị. Để mình quyết định đầu tư. Tham gia lĩnh vực sản xuất cá giống và cá thịt nước ngọt, một lĩnh vực chịu cạnh tranh mạnh bởi các chủ đầm nuôi truyền thống, hợp tác xã thủy sản Hạ Lễ trên địa bàn xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi vẫn khẳng định được thế mạnh bởi quy mô liên kết 17 hộ gia đình với tổng diện tích là 30 hectare. Trong đó có 20 hectare mặt nước dùng để xây dựng ao nuôi cá thịt, cá giống, 10 hectare trồng cây ăn quả tạo bóng mát và công trình phụ trợ. Tổng sản lượng cá thịt năm 2020 đạt 350 tấn, trong đó cá giống là 50 tấn. Doanh thu năm 2020 của hợp tác xã đạt gần 18 tỷ đồng, trừ chi phí sản xuất, mỗi hộ đạt từ 150 triệu đến 450 triệu đồng một năm. Để có được những kết quả này, ông Nguyễn Văn Thịnh, giám đốc hợp tác xã cho biết, ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá sạch đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, thì hợp tác xã đã đảm bảo khâu phân phối cá ra thị trường thông qua các kênh giới thiệu sản phẩm của Sở Nông nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho các thành viên. Cá giống có nguồn gen tốt vừa giúp hợp tác xã chủ động nguồn cá nuôi vừa cung cấp ra thị trường. Phát triển tốt, giữ vững được như ngày hôm nay thì cũng là thể hiện qua các cái sản phẩm mà hợp tác xã đã sản xuất ra. Đấy, cụ thể là như là con cá giống thì chúng tôi đã sản xuất ra và xuất bán đi thị trường khắp miền Bắc. Thế và con cá thương phẩm thì chúng tôi đã xuất bán cho trên dưới 10 công ty có sức công nhân tiêu thụ từ 3 đến 5 nghìn công nhân trở lên. Cũng hướng đi như hợp tác xã thủy sản Hạ Lễ là sản xuất thực phẩm sạch theo quy trình Việt Gáp,
Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi nông nghiệp xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ với 18 thành viên, năm 2020 đã đạt doanh thu 74 tỷ đồng, trừ chi phí đạt 24 tỷ đồng. Bình quân mỗi thành viên thu 1,16 tỷ đồng trên năm. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để duy trì phát triển. Hàng năm thì cái vốn của cái hợp tác xã năm sau thì cao hơn năm trước. Thu nhập đạt từ 8 đến 10 triệu trên một công nhân trên một tháng. Trong năm 2021 thì cái kế hoạch của hợp tác xã làm thêm một số cái khu chăn nuôi xa khu dân cư đảm bảo môi trường. Hợp tác xã nông sản Phú Quý có trụ sở tại xã Tân Dân, huyện Quai Châu lại có hướng đi khác biệt, luôn đi tìm vùng đất hoang hóa, thuê lại đất để cải tạo và trồng cây cảnh. Nhờ có kinh nghiệm trồng các loại bonsai, cây ăn quả, sau hơn 10 năm hoạt động, số vốn đầu tư kinh doanh của hợp tác xã đã từ con số 1.000 đô la Mỹ tăng lên 1 triệu đô la Mỹ. Hợp tác xã thường xuyên thuê mướn từ 15 đến 30 nhân công lao động với mức lương bình quân 8 triệu đồng một người trên tháng, với tổng diện tích trên 26 hectare, trong đó tập trung là diện tích đất thuê 50 năm tại tỉnh Bắc Ninh. Doanh thu của hợp tác xã luôn đạt từ 2,5 đến 3 tỷ đồng trên năm sau khi đã khấu trừ chi phí. Tỉnh Bắc Ninh thì hợp tác xã nông sản Phú Quý đã có một farm Phú Quý diện tích là 25,7 hectare. Hiện tại thì chúng tôi đang phát triển địa bàn tỉnh lân cận là Nghệ An và Thanh Hóa, lấy cái phương châm là cải tạo những vùng đất chết để cơ giới hóa vào sản xuất. Chỉ với 4 đơn vị điển hình trong tổng số 318 hợp tác xã sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản vừa nêu tại Hưng Yên, thì với các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng tính từ năm 2020 đến nay, các hợp tác xã này đã được hưởng lợi trên 5,5 tỷ đồng nếu tính sơ bộ từ tổng doanh thu trên 55 tỷ đồng. Một con số không hề nhỏ so với các thành phần kinh tế khác nếu chỉ tính riêng 10% thuế giá trị gia tăng, chưa kể thuế thu nhập doanh nghiệp. Với 44 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực còn lại thì đã được hưởng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20% quy định tại khoản 1 điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP trong 2 năm đầu thành lập và giảm 50% mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở 2 năm tiếp theo tính từ khi phải nộp các thuế. Các hợp tác xã này cũng được lợi hàng chục tỷ đồng. Đánh giá về sự phát triển của các hợp tác xã, ông Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp lĩnh vực này cho biết, năm 2020, ngoài nguồn vốn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho Quỹ Phát triển Hợp tác xã 15 tỷ đồng, thì Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư cho 6 hợp tác xã ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, thêm trên 320 triệu đồng. Toàn bộ số vốn đã được giải ngân và giúp các đơn vị vay vốn sử dụng có hiệu quả. Sở đã nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh những chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững theo từng năm và từng giai đoạn đến năm 2025, như quyết định số 2979 ngày 24 tháng 2 năm 2020, chương trình hành động số 125 ngày 5 tháng 10 năm 2020, kế hoạch số 40 ngày 9 tháng 3 năm 2021 về thực hiện chương trình hành động để tiếp tục nâng cao đổi mới phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025. Những mô hình hợp tác xã mà có cái đổi mới thì hoạt động tương đối hiệu quả là đạt khoảng 60%. Có một số hợp tác xã đã đưa được khoa học công nghệ vào sản xuất, rồi trong quá trình sản xuất gắn với cái chuỗi giá trị. Điển hình như một số hợp tác xã rau an toàn của Bình Minh, của huyện Tứ Nữ liên kết với chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển của thành phố Hà Nội, rồi hợp tác xã sản xuất Nghệ Chi Tân liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu ở Hưng Yên để tiêu thụ nghệ tươi, rồi là tinh bột, rồi cả công nghệ nano nữa, rồi các mô hình liên kết kinh doanh đều theo cái hướng phát triển. Có thể nói là kinh tế hợp tác xã, rồi kinh tế hợp tác đã có phần quan trọng vào cái phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian qua. Với cú hích từ các chính sách thuế, ưu đãi đầu tư hỗ trợ kinh tế hợp tác xã, phát triển của nhà nước đã thúc đẩy mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất kinh doanh hiệu quả, khai thác tốt nguồn lực con người và tư liệu sản xuất trong dân, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, góp phần quan trọng giúp các địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Hưng Yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Kinh tế Hợp tác xã của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.